Xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay em Ngọc có thời gian, em Ngọc vừa ra để chăm một ít cây giống ở phía đằng sau, thì có hai cái cây tùng Đài Loan cũng khá là đẹp rồi. Thì hôm nay em Ngọc sẽ review để cho mọi người cùng xem nhé. Đây mọi người, đây là cái cây tùng Đài Loan của bên mình này. Đây, nhà em trồng được khoảng cây này trồng được khoảng tầm hình như là gần 3 năm gì vậy. Hiện tại thì nó đã phát triển khá là tốt rồi, tán cực kỳ đẹp rồi mọi người ạ. Đấy, chắc là khoảng tầm một tháng nữa thì em Ngọc sẽ vào dây và tạo thế để cho nó thành một cái cây bonsai, để cho nó có hình có dáng để vào thế để cho nó đẹp nhé. Đấy, tùng Đài Loan này thì là một trong những cái cây dòng bonsai đấy, rất là đẹp và đang được rất là nhiều người ưa chuộng, trồng ở trong nhà làm cảnh quan hoặc là những khu đô thị, những nhà đại gia thì trồng cây này rất là nhiều. Đặc biệt là cây tùng Đài Loan này thì được trồng ở các cạnh bể cá koi đấy, nên rất đẹp nhé bà con nhé. Nếu bà con mà muốn có cái cây giống tùng Đài Loan này thì liên hệ trực tiếp với bên trung tâm bên mình nhé. Bên mình có cấp giống cái cây tùng Đài Loan này đấy, số lượng rất là nhiều đấy, bà con mà cần thì liên hệ trực tiếp với mình nhé. Đây, cây này thì hiện tại nó đang có rất là nhiều tán rồi đấy, nhưng mà mình vẫn để tự nhiên, chưa vào thế vào dáng gì cả. Tầm một tháng nữa thì mình rảnh thì mình sẽ đi dây và mình sẽ vào thế vào dáng để cho nó thành một cái cây bonsai đấy, hợp dáng luôn nhé mọi người nhé. Mọi người mà cần cây giống tùng Đài Loan này có thể liên hệ trực tiếp với bên mình có cấp giống nhé. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé.